về rồi. Ủa, lên nhà xem buồn quá vậy? Kẹo của em hết trơn rồi. Em không có cái này là thiếu thấu hả? Dạ. Chị hả? Nhưng mà chị có cái kẹo này nè. Cái này là kẹo dưa. À, cái này là kẹo vị táo đó các bạn. Wow. Táo xanh không phải vị táo. Y chang luôn. Cái này là vị dưa, còn đây là vị táo. Y chang luôn đó. Thấy chưa? Ăn thì nó thèm chưa? Miếng thôi nó ngon. À, cái này là kẹo chị. Thơm ngon nè, năm nó chưa mở luôn. Chị ơi. Em á, nó giỡn với chị á. Em có một cái này nè. Đây chính là kẹo kẹo giống như kẹo mentos. Trời ơi, chị chịu lắm luôn á. À, mentos nha. Em nói giỡn thôi chứ em vẫn cáo nè. Hôm qua em làm bài tốt được cô khen mẹ thưởng đó. Vậy nhưng mà chị nghĩ là của chị ngon hơn. Thơm lắm. Vậy đó lên màu rồi. Cái màu của kẹo này là màu gì? Màu xanh. Trời ơi, sao biết rồi nè. Màu gì? Hãy lên coi nè, màu trắng. Vậy đó chị nha, màu quay mấy màu? Ờ, màu hãy lên. Hai màu. Màu gì? Xanh dương với lại màu trắng. Đúng rồi. Ủa, chị ăn kẹo này xanh lá rồi. Bây giờ lấy ăn thử nha. Kẹo này nào các bạn. Nè, nó dễ thương nè. Thơm quá hả? Nó giống như là cái nấm lọc. Ồ các bạn ơi, ở ngoài này cái kẹo á, mình nhìn thấy kẹo là có hình bầu dục nè, giờ mình sẽ lấy ra ăn nha. Còn của mình thì giống như là hình con dép vậy đó. Yeah. Cái này có hai màu, mình thấy là có một màu xanh lá, rất là nhạt, một màu trắng. Đó, để các bạn vô mặt chứ. Thơm quá. Ủa, mình bỏ ra chi vậy? Khi em bột đổ vô cho nó đầy em lại ăn tiếp. Hả? Sao ý tưởng hay quá vậy? Trời ơi, nhìn như một tím vậy các bạn ơi. Trời, một tím nó hồng đẹp quá. Đúng rồi chứ còn gì nữa. Một tím. Màu xanh đúng rồi. Nè mình sẽ thử cho nó. Các bạn ơi, con thôi em hơi heo và có bị táo. Lại đổi rồi. Rất hồng. Đây bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Ngon không? Ngon quá. Nó heo heo. Ơi, đây là cái hộp dưa hấu mình là còn một cục nha. Đó, cái này có một màu hồng hồng ở trên và một màu trắng dưới, cũng có hai màu luôn. Mà giữa vị táo và vị dưa hấu thì mình cảm thấy là mình thích vị táo hơn vì một táo nó the. Đó. Cho em một cục dưa. Các bạn đã ăn chưa? Một cục nào sẽ ra. Đợi chị xíu nha, một cục. Rồi để há miệng ra chị đút cho. Há miệng ra. Ấy da. Bây giờ còn cục là để em mình sạch hổ, mình đi rửa hổ được chứ. Mình có lên nha. Bây giờ mình sẽ có những cái kẹo này vào xe của mình nha. Cho chết nè. Hộp thông sẽ được kẹo